behemoth threat looms from beyond the horizon. To stand against it, each of us, master and recruit alike, will choose our own path. Whatever it is you seek, every hunt offers the chance to earn glory, trophies, or at least a battle scar. Ramsgate, an outpost at the edge of the world, has become our home. And as long as we draw breath, it will not fall. We have learned to turn the behemoth's unique, lethal power back against them. And we do it in style. The behemoths are changing, evolving. And so we forge new bonds, together, one hunt at a time. Live on the edge of every moment, Slayer. Live for the hunt. Chào mọi người tới với cả channel của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một con game đang rất là hot thời điểm hiện tại và được đánh giá là một bom tấn trong tương lai gần. Và tựa game đó có tên đó là Dauntless nhé các bạn. Thì đây là một game hoàn toàn miễn phí được phát hành trên cổng game Epic Game. Các bạn có thể tải về và chiến ngay bây giờ. Mình đang trong giao diện của Dauntless nhé các bạn. Ở đây chúng ta sẽ... cái này nó hiện ra một thông báo nhỏ. Đó là với những ai mà đã từng sử dụng cái bản Open Beta ấy, thì các bạn nhớ ấn vào cái phần link nào để các bạn có thể liên kết được cái tài khoản cũ với cả cái tài khoản thời điểm hiện tại của Dauntless. Bởi vì thời điểm hiện tại thì Dauntless đã chính thức khép lại cái quá trình Open Beta nhá. Nó đã cho bắt đầu chơi chính thức luôn rồi, đúng không nào? Còn mình thì mình chưa chơi cái phần Open Beta, cho nên là mình sẽ click vào phần I'm a new player. Bởi vì nếu mà các bạn đã từng chơi phần Open Beta rồi, nó sẽ lưu cái file save của các bạn lại và các bạn vào đây các bạn có thể chơi tiếp nhá. Còn mình là người chơi mới cho nên là mình sẽ chơi thẳng như thế này luôn. Thì đây, mình sẽ lướt qua một chút phần option nhỏ. Mọi thứ thì nó khá là dễ cài đặt các bạn ạ. À. Ở đây mình đặt mọi thứ là Epic nhá. Đây phần quality này này, đúng không? Các bạn có thể hiệu chỉnh sao tùy thích. Còn mình sẽ để Epic. Thì game này nó khá là nhẹ các bạn ạ. À. Game này thì khi mà chơi các bạn sẽ thấy cái đồ họa nó gần như là tương đương với cả cái tựa game Fortnite ấy các bạn ạ. À. Mình thấy cái kiểu animation cũng như là cái kiểu thiết kế nhân vật của nó rất là giống. Ở đây thì mình sẽ tăng thêm một chút ánh sáng nhé. MOV thì mình sẽ để vừa thế này nhỉ. Cái này không một số nhỉ. Không một số sao mà biết được. Quay vừa chăng. Motion Blue mình sẽ tắt. Vừa xin mình sẽ tắt luôn. Quality Scan mình sẽ kéo mắc. Và chế độ mình sẽ để đó là cả cửa sổ, cả full màn hình. Borderless Window. Audio thì mình sẽ để mặc định nhá. Gameplay. Subtitle. Cái này subtitle mình sẽ bật lên. Vậy thôi. Chat visible. Combat text. Combat text á. Combat text là những cái hiện những cái pha đánh trúng crit các kiểu ấy, combat text. Còn control, control cái này là điện tay bấm nhá. Chúng ta sẽ sang phần binding. Đây là các nút sử dụng trong tựa game nhé các bạn. Được rồi, tạm vậy đây nhá. Còn các nút thì chúng ta lại lướt vào tìm hiểu sau, đúng không nào? Bách thôi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ ấn phần play để bắt đầu chơi game nhé các bạn. Tựa game này nó lấy cái đề tài đó là săn quái vật. Thì nó cũng giống với cả Evolver và Monster Hunter World, đúng không nào? Nhưng mà cái kiểu chơi của nó sẽ hơi khác một tí nhé các bạn. Nên các bạn vào các bạn sẽ thấy cái kiểu của Evolver với cả của Monster Hunter World ấy, nó sẽ lai lai một chút với cả cái thể loại MMORPG. Cái thể loại cày cấp ấy, chạy ra ngoài thành rồi là săn quái, đập quái các kiểu ấy, đúng không nào? Còn kiểu chơi này nữa các bạn vào các bạn sẽ thấy rất là ngạc nhiên. Vì mình chơi thử mình thấy khá là khó hiểu các bạn ạ. Thì ở đây chúng ta sẽ được thiết kế nhân vật một chút nhá. Mình sẽ chọn nhân vật đó là nữ nha, female nha. Chọn một vài kiểu tóc khuôn mặt có sẵn này. Các bạn này nhá. Các bạn này nhìn đây, cái này đi. Màu da, skin mình sẽ để sáng hết cỡ. Lông mày à? Ở đâu? Đây là gồ má ấy. Này cho vừa nhá. Đây nha. Cái này là xương quai hàm à.
Mình sẽ làm cho kiểu nào đó nhìn nó châu Á nhất các bạn ạ. Châu Á hết mức có thể. Tạm nhá. Đến mắt nào. Mắt thì to nhỉ. Thôi để mắt to nhìn cho giống anime. Đây là cái trũng mắt à. Trũng mắt để cho sâu sâu tí nhìn cho nó đậm nhỉ. Mắt à, mắt hơi mắt. Hơi cao lên tí nhá. Bạn có thích mắt xếch không? Hay để mắt bằng à? Mình sẽ để mắt bằng nhá. Và cái này nó hơi gần thái dương một chút. Thế thì xa mũi quá nhỉ? Châu Á mình là thường là mắt gần mũi đúng không ta? Đúng rồi. Kiểu mắt này giống kiểu mắt của mình này. Lúc nào híp híp kiểu này. Nhưng mà thôi, mình sẽ để mắt to. Nhưng mà thế này trông gớm quá. Để vừa vừa nhá. Đây đường đường chân mày à. Đây là con người à. Cho to đùng lên luôn. Lòng đen cũng to đùng luôn. Rồi, đến kiểu tóc nào. Chúng ta sẽ chọn một kiểu tóc nào đó. Ui, khá bảnh nha. Đầu khá bảnh. Kiểu này nhìn thì nó buồn cười quá. Kiểu này thì trông lại cầu kỳ quá. Kiểu này trông như con trai vậy. Kiểu này trông như anti-mây bên phía Dota 2 vậy. Ôi đây mới là chuẩn đầu khá bảnh này. Nhưng mà nó phải dài dài thêm đuôi một tí nhỉ. Thôi kiểu này rất là dễ nhìn nhất đấy. Trong những cái kiểu trong kiểu nào nó cũng chối ấy các bạn ạ. Có cả đầu chọc nữa này. What the heck. Thôi lấy kiểu này nhá các bạn. Rồi chỉnh cái mũi à. Thôi cái mũi này vừa nhá. Các bạn thích thì chỉnh thêm nhá. Còn mình thấy cái mũi này khá là đẹp rồi. Mặc dù nó hơi khoằm một tí nhưng mà không sao. Mình thấy đẹp. Đến môi nào. Ui môi này chuẩn rồi còn gì nữa đúng không nào. Môi trẻ. Mồm to lên tí. Hơi đậm. Thôi cái này để vừa nhá. Chỉnh quá trông buồn cười lắm. Được rồi đến cái tai à. Tai này á. Tai này nhìn vừa với khuôn mặt mà. Chỉnh nữa thì trông kỳ lắm. Chỉnh cái hàm các bạn ạ. Thế này nhìn cho vừa nhá. Sời ơi, chuẩn người mẫu luôn. Ôi trang điểm thế này. Sời ơi, ửng hồng. Sời ơi. Eo cái này nhìn, eo ơi. Eo. Ôi, kiểu này nhá. Cái này mắt nhìn lại đẹp ấy nhỉ. Yeah. Được rồi, ready nào. Thiết kế nhân vật hơi lâu một tí nhưng mà mình khá là ưng ý với cả nhân vật này. Yes. Đây các bạn, thành phố chính của chúng ta đây. Chúng ta sẽ có một thành phố để tập trung tất cả mọi người lại. Và chúng ta vào đó chúng ta sẽ có thể nhận nhiệm vụ. Rồi là bắt đầu cường hóa đồ. Để tăng cái sức mạnh của trang bị chúng ta. Đây nhận nhiệm vụ nữa các bạn. Nhiệm vụ là đi đi chiến các bạn ơi. Ở đây còn hai nhiệm vụ nữa. Các bạn có thể để ý một cái bản đồ nhỏ bên trên trên cùng nhá. Các bạn chạy tới những cái chỗ cầm một cái dấu chấm than ấy, đó là nhận nhiệm vụ đó các bạn. The Hand Pass. Heartseeker. Ok, chơi luôn. Game rồi you are. Ok. Ok. Hand Pass. Hand Pass là nút nào nhỉ? Mình quên rồi. Hand Pass là nút A các bạn ạ. Đâu ra? Sao là nút A nhỉ? What? Đua nhau à? Nút A đây thì trùng trùng với cả nút di chuyển à? Hay là bấm luôn vào đấy cũng được nhỉ? À được đấy. Continue. Hand pass. Level 1. Nhận được cái này à? Claim reward này các bạn. Nhận lấy nó nhá. Bronze Slayer Core. What the fuck là cái gì vậy? Elite và Basic. Upgrade to editor. Hả? Platinum à? Chúng ta cần platinum để có thể mở cái gói editor. Và biết ngay mà. Ui. $10 cho 1000 editor nha các bạn. Hãy nạp tiền vào để có thể mở được gói editor. Lúc đó bạn sẽ có được một cái khăn trùm mặt giống như kiểu của Templar Assassin bên phía Dota 2.
với nhân vật trong tựa game này của các bạn. Vậy nhé, nghĩa là nạp tiền vào thì câu chuyện sẽ được giải quyết, đúng không nào? Thế nữa. Và chúng ta này, với những người chơi miễn phí thì chỉ có cái phần basic này chúng ta nhận được thôi. Còn những phần bên dưới này chúng ta bắt buộc phải upgrade editor thì mới có thể nhận được. Khăn mặt này, nhìn cool ngầu ấy, đúng không nào? Shadow Face. 4 món thôi chứ không phải một các bạn ạ. Này 2/4 này, cái áo này, quần này, tay này. Xôi ôi, game pay to win. Nhìn ngoại trang chất lượng vãi trưởng rồi. Ôi à. Được rồi, hoàn thành cái nhiệm vụ Hunter Pass rồi đã. Claim your reward. Complete. Nhiệm vụ ở đâu đấy nhờ? Nhiệm vụ ở đâu đấy nhờ? À, trên này. Người chơi hiện tại thì theo mình nhớ không nhầm thì ngày hôm qua mình vào thử thì server chật nick luôn. Và bây giờ nhìn xem. Đôi 4, 6, 7. Một thằng chạy lên kia nữa là 8, cộng mình nữa là 9. Tận 9 thằng luôn. Ui. Vãi cả trưởng. Hay là nó đi săn hết rồi nhỉ? Không còn ở đây nữa. Tạo rèn này. Ra đây nhận nhiệm vụ chế đồ đã. Hay kép. Ok, ok, ok. Ok. Chế đồ. Chế cái mũ. Nhiệm vụ chúng ta là chế cái mũ nha các bạn. Click vào. Giữ chuột. Chris. Được rồi, có đồ rồi. Chế được cả mấy món này nữa này. Mới có đủ dụng cụ. À đủ đấy. Chế luôn thôi. Chế nguyên một set luôn. Easy. This wasn't too tricky, I hope. Complete. Này, đồ nhìn chất lượng không? Bây giờ mình mặc đồ đấy nhá. L đây nào. Kiếm thì có kiếm xịn hơn này. Đội mũ vào đã. Rồi sau đó thì đâu à bách rồi. Mặc áo mới, mặc áo mới, có áo mới rồi. Tay mới. Ấy nhầm, đeo nhầm tay rồi. Tay này mới là tay mới. Quần mới. Và what the fuck, cái này là cái gì vậy? Hitbon shell. À, cái phòng thủ đặc biệt của chúng ta các bạn ạ. Xôi ơi. Nhìn ngon chết. Nhiệm vụ bây giờ sẽ là à bên này. Nhiệm vụ gì cũng nhận hết. Spectre weapon, Milbolon, about forging weapon from Behemoth Trophy. Chế tạo vũ khí mới à? À, nó mở mở counter chúng ta thôi. Hunt Lesser Embayment. Sun Lesser Embayment á, Embayment. Lesser Embayment là cái quái gì vậy? Bắt đầu hết. The hunt is on. Visit the hunt bar. You will meet the fin new hunt and chat your call. Tìm lấy cái bảng bảng thợ săn. Đây à? Isui Behemoth này. À đây rồi, Behemoth. Đây Lesser Emerman. Đây săn con này để kiếm đồ chế. Chế kiếm các bạn ơi. Thì đây, đây chính là cái cơ chế mình thấy khá là hãm ở cái tựa game này. Đó là chúng ta sẽ không có chuyện đó là chạy ra ngoài thành rồi đi đập quái, tìm quái vật các thứ, mà chúng ta sẽ kiểu phin mát. Săn quái vật theo phong cách MOBA các bạn ạ. Phin mát. Đây này, chúng ta đang tìm mát này. Và một trận đấu thì có thể sẽ là có khoảng tầm, mình nhớ không nhầm thì là 4 người thì phải. 4 người một party. Sẽ được tìm random ngẫu nhiên như thế này. Đang tìm này, các bạn thấy không? Phin server này. Còn không thì các bạn có thể party 4 người cùng với nhau lại. Sau đó là cùng nhau đi tìm map để chơi. Bằng cách đó là thêm bạn kìa. Ấn phím ô, thêm bạn đứa nào đó à. Đúng không? Sau đó là thêm vào party rồi cùng nhau đi săn săn quái. Cùng nhau phin mát, giống như kiểu phin mát bên phía Dota 2 hay là bên phía Liên Minh Huyền Thoại ấy, kiểu kiểu như vậy á, cùng nhau vào một party á. Đây, mình xong rồi, tìm được mát rồi này, ấn hát lên nhá. Go now rồi. Đây là mình phin mát với cả một lên server thôi, cho nên là nó sẽ tự động ghép ngẫu nhiên 4 người lại cùng với nhau các bạn ạ. Đây có một thanh niên nào nữa kìa. Excel. Excel. Thêm đứa nữa này. Đứa này tên là gì thì mình đếch biết rồi, mình không đọc được nhá. Một đứa nữa là Mila, đây bốn đứa này. Bốn đứa đồ giống hệt nhau, à đâu. Con này đồ nhìn nó chất chơi hơn hẳn đấy chứ. Hay là cái skin của nó vậy nhỉ? À nó cũng vậy mà, họa tiết nó giống như nhau mà.
Được rồi, xong thì các bạn nhớ ấn ready nhá. Nó hiện cái dấu V này này. Như vậy là chúng ta có thể nó vào trận đấu. Đây, các bạn để ý nhá. Thì game này ấy, nó cho phép chúng ta liên kết cả những người chơi tên PS4 trên Xbox và cả trên PC lại với nhau. Đây, thanh niên Excel đang chơi trên PS4 nữa các bạn. PS chứ không phải là, mình có biết là PS4 hay PS3 gì đó, chỉ biết là chơi trên PS thôi. Còn hai người còn lại thì đang chơi giống mình. Thanh niên Mila và cả thanh niên người Nhật kia thì đang chơi trên PC giống như mình. Ở trong map này các bạn nhớ trước khi mà đi đánh quái các bạn cứ kiếm lấy mấy cái này nhá. Thu thập mấy cái này lát nữa về chế đồ nhá. Mình nhớ không nhầm thì cái đỏ này là chế thuốc rồi phải. Xong nhảy đây. À quái này các bạn. Cắm cờ phát. Sau đó đi bắn flare. Đó. Báo hiệu mọi người đến, tôi thần thấy quái vật. Sau đó thì đập bỏ bu con quái vật các bạn ơi. Búp skill rồi. Ơ sao mình không quy được nhỉ? Cái gì đấy? Cái này là cái gì đấy? Ơ thanh niên có súng à? What? Really? Sao con quái cảm giác nó khỏe ấy nhỉ? Ái ôi. Nó hốc mình kìa. Đau đấy. Né nha. Mày động vào chị là mày sai rồi. Crit được 400 máu rồi các bạn ơi. Chất lượng nha. Hả? Chém đổ được cả cây cơ à? Cái này mới đấy. Giờ mình mới biết đấy. Chém được cây đấy các bạn ơi. May hả bởi. May hả bởi. May hả bởi. May hả bởi. Gào rú cái gì? Gào rú cái gì? Mày. Ô, skill gì mà chọc gớm đấy bạn? Chỉ mình với. Cầm cái thương thế là chọc được như vậy à? À thanh niên này sao có súng nhỉ? Hack à? Vừa đứng lên mà cho phát nữa. Ê, ăn nhầm rồi. Mày lao đi quá xa rồi. Chém ra không khí rồi. Ấy ôi. Mình đánh nó đau quá hay sao mà nó cứ nhè mình nó đánh vậy. Mày. Con này có vẻ trâu quá nhỉ. Được rồi, hoàn thành. Lên level lên kìa. Được gì nào? Rank S này các bạn ơi. I sell ES4. Đây là những gì chúng ta thu thập được trong cuộc chiến này. Tất cả mọi thứ đều ở đây hết nhá. Và đây là các cái danh hiệu rồi. Bên phải là danh hiệu, bên trái là những cái món đồ chúng ta thu thập được. Về chế độ thôi, đúng không nào? Leap Hunt. Sau đó thì quay lại thành phố. Đó, game này nó chơi kiểu như vậy các bạn. Khi nào đi săn thì chúng ta sẽ tìm mát. Và săn xong thì lại đi về thành phố. Nó không giống với cả những tựa game cày kéo trước đây mà chúng ta thường chơi như kiểu là PTV hay là MU, đúng không nào? Mặc dù cái bối cảnh kiểu chơi của nó sẽ giống với cả MMORPG nhưng mà nhìn sâu ấy thì nó khác hoàn toàn. Thế nó mới bựa vậy. Kiếm của mình mất chuôi à? The fuck? Đùa nhau à? Kiếm nhìn chất lượng cái này mà lại mất chuôi. Đây rồi, có lại chuôi này. Đúng rồi, mình vừa nhận nhiệm vụ ở thợ rèn xong. Mau lem gác. What the heck, nghĩ là gì? Chop Lee Han. Đây, hoàn thành nhiệm vụ này các bạn. Rồi, hãy săn con mới nhỉ. Mở được gói vũ khí mới.
Trước mắt là chế đồ đã. Nãy thanh niên kia cầm cái gì? Cầm cái thương đúng không nhỉ? Chọc phải nó là dữ dội. Hay mình làm được cái thương chơi nhỉ? Lasher là cái gì vậy? Cái này không đủ đồ rồi. Cái này thì đủ nè. Cái này cũng đủ nè. Cái này không đủ rồi. Lasher phải có thu thập được nguyên liệu để mà chế được các bạn ạ. Người Nasher. Có nên chế cái này không nhỉ? Cái này đánh ra gì không ta? Nó cứ làm mấy cái đi. Ấy chết, ấn nhầm rồi, sao upgrade cái này? Thôi, đeo đại đi, sợ gì, đúng không nào? À, chế được cả cái này nữa nào. Vẫn đủ đồ nữa các bạn ơi. Ember Quest. Ừ, chế được hết nè. Mấy cái này có bán được không nhỉ? Wills was always in your corner. Ember Weapon, đây hoàn thành nhiệm vụ rồi này. Được rồi, mình có một đống vũ khí rồi. Vũ khí cái gì đấy? Cộng 80 đam hỏa. Đánh chém ra lửa. Còn cái búa của mình không nhỉ? À đây cái búa đây này. Ơ, súng à? Làm sao để kiếm súng nhỉ? Ôi, cái này nhìn ngầu không? Mà cái này nhìn cũng giống cái súng ấy chứ nhỉ? Ơ, à, tại sao ta? Thử ngay. Xuống nhận thêm nhiệm vụ đã. Đây rồi. Hay quép. Ok. Complete. This ought to keep you busy. Hay quép, nhận hết nhiệm vụ. Nhiệm vụ nào cũng lấy. Hey there, Skipper. Craft your Bidetonic with Dozen. Equip your Lost Out. Oops. Chế tạo. Sau đó thì đưa xuống thanh thanh tắt ta bà. Sau đó thì dùng nó trong cuộc săn. Ok, cũng được thôi, không có gì khó khăn cả. Chế thuốc các bạn ơi. Chế cái này à? Chế được mấy cái vậy? À hết nhiên liệu rồi các bạn ơi. Mình thu ít quá rồi. Cái Grabwork này là cái mấy cây nấm à? Được 2 bình. Còn bây giờ thì phải làm sao nhỉ? Đưa nó xuống cái thanh cạnh bên thanh máu kìa. À đây, click vào đây. Click vào đây. Ôi, thế thì quá đơn giản luôn. Còn một nhiệm vụ nữa, đó là sử dụng trong một cuộc chiến. Thì bây giờ lại phải đi săn nữa các bạn ơi. À, tiện thể thử vũ khí mới luôn nhờ. Pascui, con nào đây? Les Borer là con gì? Boreos. Chơi luôn, chả sợ con gì cả. Vũ khí mới rồi, à, lên xem có bộ đồ nào mới không. Mà không biết còn đủ đồ để mà chế đồ mới không cơ. Này, à chế được này. Làm set đồ mới chơi cho hoành tráng. Ấy, thiếu cái gì đây? Ờ, thiếu cái gì này? Thôi đi tạm giày cũ vậy. Có mũ mới, áo mới và tay mới rồi. Mặc thôi. Tìm được trận đấu luôn rồi. Tuyệt vời. Mũ mới này các bạn ơi. Áo mới rồi. Áo mới đây các bạn ơi. Tay mới này. Tay mới đây các bạn ơi. Quần mới này. Đơ pháp. Không có quần mới rồi. Go nào. Cái set đồ đỏ nhìn ngon hơn đấy nhỉ. Thế này mới săn bao nhiêu? Săn có 3 con đầu game thôi mà đã được 3 set đồ khác nhau rồi. Cái này càng về sau. Ui. Ơ sao bọn này nó cũng đồ giống mình nhỉ? Mình tưởng mình đồ về độc quyền nhá. Thanh niên này nhìn toang thế.
Tất nhiên hơn mình được cái giày, còn lại cái áo vẫn áo cũ à. À, ready phát nhở, quên mất. Xin lỗi đã để các bạn phải chờ. Được rồi, vũ khí mới. Lại một thanh niên nữa chơi chơi PS4 này. Và nó lại có súng các bạn ơi. Cái này thấy quái nào nhở. Sao nó lại có súng mà mình không có nhở. Sao rồi, nhìn ngầu không. Ui, đánh chậm như con rùa các bạn ơi. Nhưng mà nhìn lực đấy. Một, hai, ba, bốn. Chất lượng đấy. What the fuck? Cái gì đấy? Thanh niên Jack kìa. Nó nói các bạn ơi, nó nói các bạn ơi. Chúng ta đang chơi online mà, cho nên là nói cũng không là điều dễ hiểu. À, có con quái à. Đập bỏ bu nó. Mày. Ui, đập chậm quá nhỉ. Đập như con rùa luôn đấy. Cái đam to không. Được 300 đam. Sao lại imu nhỉ. Bất tử à. Fuck. Dám gì đấy. Đá bậu sậu gì đấy. Biết tao là ai không. Đi chỗ khác chơi. Ui, đập phát nó bay bay tít tắp luôn kìa. Tôi không ổn rồi, cái này không xài được các bạn ơi. Chúng ta phải dùng cái vũ khí khác thôi. Chứ cái vũ khí này nó chối quá. Có tạo mấy cái nhỉ. Cái này thì thôi ta. Nó vẫn đeo cái cũ à. Đỡ phát đùa nhau à. Bây giờ không thay được à? Lỡ đeo rồi không thay được các bạn ạ. Nặng nề vãi cả trường vậy. Ôi, lại trượt chứ. Được đúng một phát thì lại trượt. Ôi, cầm thương nó múa kìa, nhìn đã không? Mình cầm búa múa trông chán nhỉ. À, mày vỡ giáp rồi đúng không? Tao nghe nói mày vỡ giáp rồi đúng không? Thì ăn đòn đi em. Ui, gần 500 đam. Ui, nhưng mà chậm quá, không ổn rồi. Đánh đấm kiểu này thua thiệt nhiều quá. Đập toàn trượt thôi các bạn ạ. À. Cái giếng này là hồi máu nhá. Ra đây giữ phím em lúc là hồi được tí máu này. Đó, đầy máu luôn. Ui. Ô, chết rồi à? Mà mình đập được có bao nhiêu đâu nhỉ? Chắc toàn bọn đồng đội ấy đập. Ô, vẫn được danh S kìa, đùa nhau à? Cầm múa ra dã như vậy mà cũng ăn được tiền à? Ơ, ít quá nhỉ? Chả được bao nhiêu cả. Nãy nhiều đồ lắm cơ mà. Cảm giác cái thiệt thòi nha. Lại vào thành phố. Lại đi trả nhiệm vụ. À chết rồi. Nhìn lúc này mình nhớ. Quên uống cái gì nhỉ. Uống cái thuốc mà mình vừa chế rồi. Trời đất ạ. Thôi lên chơi chế thương nữa. Thương này, đây cái thương này này. Không có đồ chế à? Anh lúa vậy. Stay alive, player.
Thì thôi, nói chung là mình cũng chỉ muốn cho các bạn coi qua một phần gameplay nhỏ của tựa game Dauntless. Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ nản chí, đúng không nào? Thì như các bạn đã biết, tựa game này hiện tại đã được phát free hoàn toàn. Không phải là phát mà nó chơi theo thể thức đó là free to play. Các bạn có thể tải về và chơi nhá, giống như Fortnite vậy, đúng không nào? Chỉ cần các bạn có một tài khoản Epic Game. Thì ngay hôm qua mình đã hướng dẫn các bạn cách tải, cài đặt, đăng ký tài khoản Epic Game rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần vào và tải game mà thôi. Hiện tại thì Dauntless đang là một game mới, cho nên nó đang chiếm hẳn cái spotlight trên cùng của Epic Game này, các bạn thấy không? Các bạn chỉ cần click vào nó. Sau đó thì ở đây có cái chữ install, các bạn click vào. Rồi tải game về chơi thôi. Mọi thứ rất là đơn giản, đúng không? Quá dễ dàng luôn. Còn nếu mà sau này các bạn lâu rồi ấy, thì game Dauntless nó không còn trên cái spotlight trên cùng của Epic Game nữa ấy. Các bạn ấn phần store nhá. Đó, nó sẽ vào cửa hàng của Epic Game. Ở đây các bạn ấn vào cái phần này, các bạn gõ chữ Dauntless chưa nào. Sau đó thì enter. Nó sẽ tự động hiện ra cái game này và các bạn click vào và tải về mà chơi thôi. Nhắc lại một lần nữa, game hoàn toàn free to play, nghĩa là game miễn phí, cho nên các bạn có thể tải về mà chơi nhá. Thì mình hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn đã được thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.